Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu vừa đến trao tặng quà cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hòa Bình để hỗ trợ cho người dân về từ vùng dịch. Ông Trần Văn Út, Bí thư huyện ủy Hòa Bình, đại diện Ban chỉ đạo tiếp nhận quà hỗ trợ. Tại buổi trao quà, bà Trần Thị Lan Phương đã trao tặng 100 thùng mì ly và 10.000 cái khẩu trang y tế 4 lớp với tổng trị giá quà hơn 30 triệu đồng. Số quà trên cho tập thể cán bộ, công nhân viên chức lao động Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu đóng góp cùng với các mạnh thường quân hỗ trợ để chia sẻ cùng huyện Hòa Bình hỗ trợ lại cho người dân lao động về từ vùng dịch đang phải cách ly tập trung có hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt lãnh đạo huyện Hòa Bình, Bí thư huyện ủy Trần Văn Út đã cảm ơn những phần quà chia sẻ kịp thời để giúp bà con huyện Hòa Bình giảm bớt một phần khó khăn trong đại dịch này.